Vâng, em Triều xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn quay trở lại kênh mua bán và trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng. Thì ngày hôm nay em Triều lại tiếp tục lên sóng và báo giá cho anh quý anh chị những cái sản phẩm xe đang có mới về để cho quý anh chị và bạn có những cái cân đối lựa chọn để xem là có những dòng xe nào phù hợp với tài chính của gia đình mình thời điểm hiện tại nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu một chiếc xe mới về này. Em có một chiếc Ford Everest sản xuất là năm 2022. Chiếc này của em là phiên bản hai cầu, bản cao nhất nhé, màu là màu xanh Gavaside. Biển số tỉnh một trụ và hiện tại đang lăn bánh được 4 vạn 1 cây số. Và hiện tại em đang bán cho chiếc Everest hai cầu này, em đang bán là 1 tỷ 085 triệu đồng và còn thương lượng thực tế khi xem xe rảnh hàng. Tiếp đến là một chiếc Mini Cooper S sản xuất là năm 2016, đăng ký 2017, lăn bánh được 4 vạn km này, màu vàng. Và nếu mà quý chị, trong cái tầm tài chính là dưới 900, cụ thể nó là 890 triệu, quý chị có thể cân đối để có thể là tham khảo và mẫu sản phẩm Mini Cooper S mua về cho các chị đi cũng ra là hay đúng không ạ. Tiếp đến một dòng sản phẩm nữa của nhà Ford, em có là một chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu 2020, lăn bánh được 4 vạn rưỡi cây số, một trụ từ đầu nhá, biển số Hà Nội, mang gam màu trắng, nội thất đen. Và hiện tại chiếc xe này em đang bán trong cái tầm tài chính ngoài 1 tỷ 2 và còn thương lượng thực tế thì quý chị các bạn nếu mà đang quan tâm đến dòng Explorer này có thể đến trực tiếp cửa hàng em Triều để xem xe thực tế. Giá cả thì thực sự là em thấy là chúng ta lên đến là xem chất xe đi đã, sau đó thì có những cái gì nào thì người thực việc thực thì chúng ta sẽ làm một mức giá hợp lý cho cả hai bên thì em nghĩ nó sẽ hợp lý hơn đúng không ạ. Tiếp đến một chiếc Toyota Hilux sản xuất là năm 2020, lăn bánh được 3 vạn rưỡi cây số, đã lên thêm cam 360, thanh thể thao, màn hình Android và lăn bánh được 3 vạn rưỡi cây số. Chiếc Hilux 2020 là hiện tại em đang chiều đang bán là mức giá là 625 triệu đồng và có những cái thương lượng nhá. Bên cạnh đây em có một chiếc Raptor sản xuất năm 2018 này, lăn bánh được 7 vạn cây số, màu xanh. Nếu mà anh em là đang trong cái tầm tài chính hơn 800 mà tìm những chiếc xe trong cái tầm tài chính như vậy để trải nghiệm những cung đường thì em nghĩ đây sẽ là một chiếc xe phù hợp với mọi người. Đi sâu ở đây thì em có thêm một vài mẫu sản phẩm nữa giới thiệu cho quý anh chị và bạn để có mọi người cùng có thể là tham khảo này. Một chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2018 bản 1.5 Titanium, màu đen các anh chị nhé, lăn bánh 7 vạn một trụ và xe này em đã rút hồ sơ xong rồi. Và trong cái tầm tài chính hiện tại đang bán cho chiếc xe này là 420 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thực tế khi mà quý anh chị xem xe cửa hàng này. Tiếp đến nếu mà quý anh chị đang đi tìm một chiếc Morning này hoặc i10 đời 16 17 mà loanh quanh tài chính khoảng 300 lùi ấy, thì hiện tại em đang có một chiếc Hyundai i30 bản CVK bản full nhé, sản xuất là năm 2011, mang gam màu đen, chạy được 6 vạn rưỡi cây số, một trụ rượu từ đầu. Và hiện tại em đang bán chiếc xe này với cái mức giá đó là 318 triệu đồng. Một chiếc xe cực kỳ là rộng rãi nhé, ghế da, điều hòa tự động, cốp rộng và có cửa sổ trời luôn. Đấy, quý vị quan tâm có thể là cân đối chiếc xe này này. Bên trong này thì em có một chiếc Peugeot 5008 sản xuất là năm 2022 bản GT Line, màu đen. Hiện tại thì chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được 1 vạn 3 cây số thôi, xe rất là mới và cái mức tài chính hiện đang bán cho chiếc Peugeot 508 này hiện tại đang là 999 triệu đồng nhá. Đấy, và vẫn còn thương lượng thực tế khi xem xe tại gà thì quý anh chị cùng cân đối với em này. Bên cạnh đây thì em có hai chiếc xe màu đỏ lên sóng giới thiệu cho anh quý anh chị luôn nhá. Đầu tiên là một chiếc Suzuki Swift sản xuất là năm 2020. Chiếc này thì em đang có cái mức giá cho chiếc xe này là 465 triệu. Đấy, quý anh chị cân đối 465 triệu này. Tiếp đến một chiếc xe trong cái tầm tài chính cũng 465 triệu nữa, đó là một chiếc Corolla LTZ sản xuất năm 2018, lăn bánh được 6 vạn rưỡi cây số này. Chiếc này thì trong khuôn tài chính hơn 400. Và nếu mà quý anh chị nào muốn gọi là có một cái chiếc xe dòng bán tại trong cái tầm tiền 400, hơn 400 một chút để làm công việc thì đây sẽ là một chiếc xe khá là hợp lý trong cái tầm tài chính nhá. Bên này em có một chiếc Ford Fiesta sản xuất là 2018, máy 1.5 Titanium. Với chiếc xe này thì hiện tại em đang chiều đang có mức giá là 368 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thực tế, lăn bánh được 6 vạn rưỡi cây số. Biển Hà Nội nhá, quý chị nhá, biển Hà Nội này, em đang rút hồ sơ rồi nhá. Trong này em có thêm một chiếc Everest 2021, máy 2.0 một cầu màu trắng này. Chiếc này thì đang có chạy được 5 vạn rưỡi cây số và hiện tại thì giá em đang chào bán cho chiếc xe này là 955 triệu đồng. Em còn một chiếc màu đỏ đang về nữa nhá, màu đỏ đang về, thế tổng là Everest em đang có 3 chiếc. Ở bên này thì em có thêm một chiếc GLC 300 2020 Formatic đấy nhá, sản xuất 2020, model 21 màu trắng, đi được 4 vạn rưỡi mai. Và hiện tại chiếc xe này thì em Triều đang có cái mức giá bán là 1 tỷ 685 triệu đồng và vẫn còn thương lượng rất là tốt khi mà quý anh chị đến xem xe tại cửa hàng. Vâng, có một vài mẫu xe đang về nữa thì em giới thiệu qua luôn cho mọi người.
đi dịch ra ngoài thì sáng anh. Còn một vài mẫu xe đã đang về để em giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên là một chiếc Mazda 3 2019 này, một chiếc Everest màu đỏ 2021 này, một chiếc XLS 2016 màu vàng cát này. Đấy, thì có một vài mẫu xe đã đang về, thì nếu mà quý chị đang quan tâm thì có thể liên hệ em Triều để em Triều có thể là tư vấn miễn phí cho. Tiếp đến thì khi mà quý chị mua xe bên em thì vẫn có những cái cam kết chuẩn chỉ khi mà quý chị đến xem tại cửa hàng, đó là xe không đâm đụng, không gặp nước máy móc, một số zin và cây số chuẩn mang đi check test ở đâu thoải mái nhé. Và nếu mà quý chị đang quan tâm thì có thể đến với địa chỉ là B14 Nguyễn Tuyến, Hà Đông, Hà Nội để xem thực tế. Em Triều xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ. Dừng đây. Okay.